Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Hôm qua, ngày 17 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức lấy ý kiến các đại biểu đóng góp đối với luật di sản văn hóa sửa đổi. Dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi gồm 9 chương 102 điều, tăng 2 chương 29 điều so với luật di sản văn hóa hiện hành. Sau hơn 20 năm, luật di sản văn hóa được ban hành và hơn 10 năm được sửa đổi bổ sung, luật dần bộc lộ một số hạn chế bất cập cả về nội dung và hình thức trong từng lĩnh vực cụ thể. Tham gia góp ý dự thảo luật, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, đối với phạm vi điều chỉnh, cần bổ sung thêm trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn di sản, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tại một số điều luật liên quan nội dung về sở hữu di sản văn hóa. Chính sách của nhà nước về di sản văn hóa, khu vực bảo vệ di tích, nguyên tắc xác định phạm vi và cấm mốc giới khu vực bảo vệ di tích và điều chỉnh khu vực bảo vệ di tích, gián đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo, xây dựng lại nhà ở riêng lẻ trên cơ sở hiện trạng nhà ở riêng lẻ đã có trong khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới, việc thành lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa, các nội dung vào quy định chi tiết thi hành luật. Trước đó, đóng góp đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, đa số đại biểu thống nhất sự cần thiết việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược được xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế pháp luật trong hoạt động quản lý thuốc. Một số đại biểu cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo luật sửa đổi, nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến đăng ký thuốc theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục gia hạn thuốc, bổ sung các quy định về điều kiện đăng ký lưu hành thuốc trong trường hợp cấp bách. Các quy định về quản lý kinh doanh dược, quản lý giá thuốc, quản lý khí oxy sử dụng trong y tế, có chế tài cụ thể trong quản lý các sàn giao dịch điện tử về thuốc, quy định về thuốc dược liệu mang thương hiệu quốc gia, thuốc cổ truyền mang thương hiệu quốc gia. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính về thông tin quảng cáo thuốc theo quyết định số 1661 của Thủ tướng Chính phủ, quy định rõ các chất được sử dụng trong sản xuất thuốc, việc quản lý hoạt động của chuỗi nhà thuốc, hành nghề kinh doanh thuốc, công khai minh bạch việc đấu thầu thuốc, giá bán thuốc. Nhiều đại biểu đề nghị ngành chức năng đặc biệt quan tâm việc thanh kiểm tra hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với tình trạng cho thuê chứng chỉ hành nghề, cho mượn chứng chỉ hành nghề dược, tạo dư luận không tốt trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế.